Nhiệm vụ thứ ba, giải cứu đồng đội. Mỗi đội cử ra một người tươi này sẽ bị ekip bắt cóc. Hai thành viên còn lại trong thời gian tối đa 15 phút dựa theo gợi ý người này để lại theo ba chặng. Đội giải cứu được bạn mình trước sẽ thắng 5 điểm. Di chuyển đi, vừa di chuyển vừa bàn. Trong hai đứa có một đứa nào vẽ đi. Em vẽ. Mà chị mệt không biết có chạy không, chị chạy không nổi. Chắc chắn là không có đơn giản rồi. Là mình nên có cái bản đồ này. Đứng ngoài đi, che. Thì người ta sẽ tìm tới cái những chỗ mà ở đây có khu vui chơi. Đây, biết không? Mình sẽ làm những cái hiệu nè. Thí dụ khu bắn cung, mình sẽ vẽ một cái cung. Khu bắn làng thì mình sẽ vẽ một cái súng. Dạ, đúng rồi. Còn khu chèo thuyền thì vẽ cái thuyền. Thì ta dắt rồi chứ, vẽ cái chuối. Vẽ con cá. Đội của mày. Mày bị bắt. Dạ, đó là một sự thống nhất rất là cao của hai cô gái. Có lên. Đội của tôi cử Kỳ Minh Tuấn là người vẽ, bởi vì bạn ấy vẽ rất giỏi. Đúng rồi. Cả ekip biết bắt gọi điện thoại mình luôn rồi. Ủa, chơi này thắng được có 5 điểm mà. Đội chị có điệp viên không? Kiểu gì cũng thắng mà. Dạ. Có điệp viên thì có, tại sao mấy người có cái bản đồ vậy? Trời, nghĩ sao vậy đội chị? Bản đồ muốn có dễ ờm. Dễ ờm. Ừ, trời ơi. Đầu não cái là có liền chị. Đội tôi có điệp viên, sao tôi thua nãy giờ trắng máu vậy? Trời, cái nãy giờ chơi trò chơi chân sức mà chị ơi, gì vậy? Sức lực. Điệp viên nãy giờ làm sao? Điệp viên không có cách gì mà bác tổ chức giúp cho điệp viên. Cho đây mới là chỗ điệp viên, chỗ tài nè. Điệp viên nè. Chị tưởng chắc không? Không Nam nè. Không Nam. Đội tôi sẽ thắng thôi. Thành muốn nói gì nói. Hai cái này sẽ được đưa ra cho đội của hai ba. Cầm cái bảng này nha. Cái gì vậy? Cái này cái cửa. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Giờ nó đứng ở đâu? Tội nghiệp, bây giờ Cát Tường bị lông cái não rồi. Cho nên chắc không biết có suy nghĩ sắc bén như là mới đợt trước không. Mình sợ nhất là đội mình mà. Đoán ra thì không nói gì. Đoán sai thế nào cũng là chửi tôi cho xem. Phải cái trò đó không? Đúng cái trò đó không? Chỗ này là cái thuyền nè. Có cái ngôi sao gì không? Nè mấy cái thuyền này đúng không? Nhìn có cái ngôi sao là cái gì? Cái ngôi sao là cái gì? Kệ. Đâu? À, lấy cái bảng đó đi. Đập ngược lật lại. Oh my. Quay lại. Kiều Minh Tuấn, bờ sông. Gần. Không phải. Gần đường con đường. Bớ, cầu. Con đường, trước. Công nhân, là, thổ. Là. Công nhân, có công nhân. Thổi công nhân gì? Đây, quay phải. Có xe gió thì lại hết chỗ đi nông trại nè. Sao tôi vẫn không thấy cái có xe gió này đâu? Đúng không? Nhưng mà nó phải có cái cối thiệt chứ. Anh ơi, cái cối xe gió ở đâu vậy? Bến tàu ở đâu ạ? Tàu nãy chỗ đánh gòn á. Đi thẳng xíu rồi. Dạ. Con đường gần bờ sông. Ê. Cô đập con. Cô đập không được đâu. Cô nãy giờ đâu có thấy con người nào bị nhốt ở đây cơ. Kiều Minh Tuấn bị nhốt đâu đây không cô? Đồng. Sàng. Sàng. S là cái gì trời? Sàng.
Xăng hả? Ngã ba. Ngã ba. S-A-L. Ngã ba gì trời? La Đồng. Lá Đồng. Đi ra đây coi, ra đứng ngoài coi. Ngã ba. Kìa, nó tìm ra được rồi kìa. Phải không vậy? Mày đang ở trên cái tháp này nè. Nè 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 nè. Đúng rồi. Viết chữ ngược nè. FNC là đứa con đường. Con đường. Hàng tre. Dở quá vậy. Ngã ba. Trời chanh. Con đường. Hàng tre. Ngã ba. Trời chanh. Con đường hàng tre ngã ba. Trời chanh. Chị ơi cứ đi đi, em tin là bên kia đó chị. Rồi, ơi. Đi qua hướng đó đi. Hướng đó đó hướng chị. Đó. Chạy đi. Chị chạy hết nổi rồi. Em chạy đi. Chạy đi. Con đường gần bờ sông là đó rồi, mình cứ hướng ra hướng nước là đúng rồi đó. Anh Tuấn ơi. Anh Tuấn ơi. Tìm một cái bảng. Công nhân. Có chưa? Công nhân. Cô ơi, sông. Hồi nãy ở đây có ai để cái bảng nào không cô? May cái súng. Cái gì may? Rồi bắn súng rồi đó. Ngược lại bên kia. Ủa may là sao? Không biết. May là của thằng May hả? Đường tre kìa. Đầu đường tre đó trước mặt. Tre. Tre 5. Sao vậy? Đau chân. Ủa như cái này không? Mày à, Trinh ơi. Đây là của đời bạn. Em sẽ giấu một cái chỗ khác. Em sẽ giấu một cái chỗ khác. Không có tìm ra được. Không có tìm ra được. Rồi mình lấy cái bảng của nó luôn cho nó khỏi kiếm. Cái đó của thằng Mai đó. Mình bôi luôn. Cầm luôn. Bây giờ mình đi qua khu súng lại đi. Mình bôi này nha. Không bôi, cầm theo. Cầm theo thấy sao? Không, cầm lại. Tuấn ơi, em đến với anh nè. Ủa chị ơi, lỡ mình kiếm được Mai sao? Mình kiếm được may mình giấu nó chỗ khác. Tìm được con ông Tuấn. Vừa đem giấu hả? Đứa lục xì. Bắn súng. Bắn súng sơn là hồi nãy cái chỗ nãy mình bắn á. Gần cái nông trại á. Em phải hỏi chỗ bắn súng. Bắn súng nè chị. Đâu? Có hả? Ờ. Vô. Đồ quá trời kìa. Hay là bên... Ê, đây nè. Đây nè. Thằng máy đừng có la. Bây giờ sao? Đi có thằng Tuấn luôn. Tuấn đâu? Thằng trong này nè. Mày, hai cô gái của tôi đâu rồi? Rồi, hai cô gái của tôi bị đánh lạc hướng rồi. Ê, rồi sao nữa? Dễ lắm, em lấy bảng của người ta mà. Trời ơi, cái bảng của anh dễ hiểu hơn. Nhưng mà chị kệ đi, anh cái bảng kệ đi. Em giống cái bảng người ta rồi người ta kiếm chứ. Mộ được không được? Cái đánh nó kiếm đuối. Chuyện một chàng cô đơn mãi. Tình của mình xa xôi quá. Em vẫn sẽ còn xa. Để biển sông cuốn trôi đi. Tháng năm tuổi xanh. Đội tôi á là trưởng nhóm. Nam rất là mưu mô xảo trá. Nhưng là Nam cũng thiệt tình lắm. Nam không có biết giấu đồ gì hết trơn á. Nam chỉ lúc đó là Nam chỉ nghĩ là Nam xóa cái bảng này thôi. Nam cũng thiệt tâm lắm. Cầm theo để sử dụng chứ xóa làm chi. Đúng rồi. Đúng không? Xóa. Hết giờ rồi trời. Hết giờ nãy giờ rồi hả? Nãy tôi nghe báo hết giờ rồi kìa. Nên cho nên tôi mới được đứng lên mà đi ra mà nói chuyện nè. Là mới hết giờ tôi thị hả? Ờ. Dòng này thì đội của Huy Nam nó được 5 điểm. Điểm. Vẫn thua 1 điểm và dòng sau chúng ta lại chốt lại sau 3 vòng là đội của Cát Tường và Huy Nam đã thua đội bên kia 1 điểm. Đúng. Bây giờ chúng ta đến với không biết phải vòng thi cuối cùng chưa nữa. Hai đội thi bắn súng sơn đối kháng trong thời gian quy định 5 phút.
Mỗi thành viên của hai đội đều bị gắn 4 trái bóng. Trong thời gian quy định, cứ mỗi trái bóng trên người đối phương bị bắn vỡ được một điểm. Đội nào bắn vỡ hết tất cả bóng của đối phương trước sẽ thắng 5 điểm. Cộng thêm 5 điểm nữa. Ừ. Rồi, giờ mới tay nghe có sao lên. Nghe kìa. Từ từ nghe đi. Bên em sẽ cùng áp xuống cho các chị. Khi nhận được súng, súng bắn lên trời. Cầm súng chỉa lên trời và tay cũng để lên cò. Để dưới đây. Để tránh còn một hai viên đạn trong đó. Chị chú ý, đừng có cỡ hình hạ ra. Vì lọt hạ rất là quan trọng. Và điều thứ ba, súng có trục chặt thì cỡ hình cho phép anh chị trên tay đầu hàng. Đây, tư thế đầu hàng. Rồi, khi thấy người ta đầu hàng thì đừng lên tóc. Vì người ta đang được trợ giúp. Điều thứ tư là anh chị không được bắn cách 5 mét thôi. Chị xin thông báo, đến giờ phút này chị cầm súng không nổi, súng chị chĩa xuống đất. Nhưng các em cứ không tiến tới chị sẽ bắn các em những cái gì ở dưới đất. Banh xác. Banh xác. Banh bóng. Đừng qua bên đội tôi, banh xác. Bể bóng luôn. Khoan đã, đừng thấy tụi em yếu thế mà khinh thường. Tụi em là những cây súng nữ thiện xạ và sát thủ. Có tầm sát thương rất cao. Tiếp theo đây, nữ xạ thủ, đâu lên á. Lại đâu hả, đâu mà má. Bỏ đi. Mình vô đây đi. Mình vô đây nha. Ờ, ok. Bước mình lỡ đây hả? Vô đi anh. Rồi, hai đội chuẩn bị chưa nào? Rồi 3 2 1 bắt đầu. Tôi hết đạn nha. Còn đạn kia. Bắn đau hết rồi nổi. Mai ơi, còn đạn không? Còn. Bên kia hết đạn chưa? Hả? Hết xong lên đi. Ao. Ở trường chị ơi, cái tay phải không? Ok. Hết đạn rồi. Mày. Có gì không thấy không? Chị còn nhiều đạn hết rồi đây Tương. Cách từ. Nghe lại em nè. Giấu chân lại Tương ơi. Bóng túng thôi. Tương, nghe lại, nghe lại. Chạy đi. Bán cho tay chị kìa. Đội trường bên kia kìa. Đồn thù. Nam hết đạn rồi phải không? Chị Thanh, coi chừng bên chị Thanh nhé. Bên chị Thanh. Có qua kìa. Đạn lạc quá. Hết đạn rồi. Còn đạn không anh Tuấn? Chị em miếng nữa. Nico, qua bên Nico kìa. Chị bên Tuấn là bên Nico đó. Dưới lại chị. Bắn lại trên đi em. Ai còn đạn vậy? Thôi chị vô nhà chị chờ nha. Chị còn có hơi riêng thôi. Ai còn đạn? Bên kia ai còn đạn á? Chị Minh Tuấn. Chị ơi. Đổ súng rồi. Đang trên đâu vậy? Nhắm cho kỹ vô. Đang trên đúng không? Mày ơi, cứu em! Mày ơi,
vô. Hết đạn rồi. Đầu hàng không? Vô, 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 anh ơi. Gần quá. Ở đây. Đây gần lắm nha. Đổi xe đầu hàng đi. Đổ quá. Đầu hàng để chúng tôi bắn bong bong. Bên kia hãy đầu hàng để chúng tôi bắn bong bong. Đầu hàng tự bể bóng đi. Hết đạn rồi. Anh tổng tài mà anh nhắc thôi. Đừng bắn em. Bắn nó. Bắn nó rồi. Thôi chưa? Rồi thôi tự bóp bóng nha. Nhưng mà tôi bắn vô ba, tôi bắn gần quá. Tôi bắn vô vô bóng bóng được rồi. Bạn chưa mình cứu mình. Đâu có đâu. Vậy luôn hả? Hết đạn chưa? Còn. Chơi vậy luôn hả? Khoan khoan bình tĩnh. Lấy luôn rồi. Không anh bắn. Bắn nó luôn đi. Mày đạp. Cái gì vậy? Bây giờ đội của tướng là 4 bóng, 3 bóng là 7 bóng. Chị 2 bóng. 2 bóng là 9. Rồi xong. 9 bóng. Mọi người đã ghi nhận nha. Camera đã quay lại. Bây giờ tôi bỏ ra. Đội đi cô. Còn 1 2 với lại 2 luôn là 5 bóng. Vậy là đội Nam đã thắng. Yeah. Thắng nồng. Rồi 4 bóng là 4 điểm rồi. Là coi như đội mình hơn rồi. Mình được cộng 12 điểm. À mình thua có 1 điểm thôi. Vậy chấp là đội mình hơn. Đội mình đã chiến thắng với một thân thể thân tàn ma dại. May là ngoài bắn đội bạn còn bắn đội của mình nữa. Bắn Sĩ Thanh 2 phát chung người. Một cái vô tay, một cái vô đầu gối. Khó hả? Mày đó. Kì vậy mày? Kì vậy? Có không? Mày. Có lúc không? Lúc người ta chạy vô này là bên kia chưa kịp chạy vô là tự nhiên mày quấn chưa. Hả? Mày là nhầm tưởng là Nam chưa vô mà Nam đang đứng gốc cây bên đây. Đúng rồi, sao mình bắn Nam bắn được? Lúc đó mày hết đạn rồi, đâu có bắn được nữa. Hết đạn rồi. Hết đạn hay thì để đâu ra? Đạn của chị. Đạn của Tường nhiều lắm. Chị Tường không hề bắn. Chị Tường bắn một bóng không à, đâu có ngờ đâu là đúng không hề bắn lúc gì. Lúc đó phải chia. Không hiểu lý do tại sao đội bạn rất là nhiều đạn. Cực kỳ là nhiều đạn. Bên đây là đúng bên đó. Đây là Sĩ Thanh là Sĩ Thanh bắn cũng đâu có nhiều đâu. Hiểu rất mà. Là hiểu Sĩ Thanh nói gì. Hãy phân định thắng thua và tiến hành lật mặt nhân tố X. Rồi bây giờ bình luận đi, bình luận. Ngày hôm nay chơi cái trò chơi mà để xác định được tìm cái điệp viên là cái đồng cái dòng mà đi tìm. Cái dòng đi tìm. Thì hai cô gái đang vất vả tìm ra cái chỗ mà giấu May. Rất là khó khăn. Một phần nữa là cái khả năng của May dẫn dắt quá yếu kém. Cho nên là để lại gây cản trở khó khăn hơn cho hai cô gái. Từ đó suy ra là trong đội này không có điệp viên. Mà đội bên kia rất là dễ dàng tìm ra được cái chỗ của anh Kiều Minh Tuấn. Và tìm ra rất nhanh. Thậm chí còn giấu luôn cái bản hướng dẫn của đội bên mình nữa. Có giấu luôn hả? Không có giấu mà là lấy lộn bản. Lấy lộn. Người ta lấy lộn bản. Nghĩa là tìm ra được cái bản của May trước bản của anh Tuấn. Nên lấy cái bản của May thì giấu luôn. Nói chung là đội điệp viên chắc chắn là nằm ở bên đó. Và cái dòng bắn xuống sơn nữa. Ở bên kia không biết sao mà bạn Nam lúc nào cũng có dư đạn. Rất nhiều đạn. Trong khi mà Nam đâu có nhiều đạn. Bị cho chị Tường mới nhiều đạn mà. Nói chung là bên đó rất được tiếp tay ban tổ chức rất cái nhiều đạn. Cho nên Sĩ Thanh nghi ngờ Nam chỉ là điệp viên ngày hôm nay. Nghe theo lời Sĩ Thanh nói thì có lý á, cũng nghi mày. Em nghi mày. Cái gì vậy? Em muốn nói gì kệ em. Lý do sao nghi mày? Mày đã có một cái siêu năng lực. Từ ngày hôm nay mày chơi đánh gôn, chắc chắn là ban tổ chức đã giúp đỡ May cột một cái sợi dây vô hình nào đó kéo được cái chợ banh. Thôi đừng hư cấu. Cái dòng thứ hai là May lại đi bắn đồng đội của mình đó, và chứng tỏ là May là điệp viên. Nên em kết luận là May. Nói chung á Nam, nói chung là cũng có ý kiến thì ý kiến thôi, cho ý kiến quan trọng là lúc mà giết các dòng thì em thấy người bình tĩnh nhất là May. Người nhiệt tình mà theo kiểu phá rối là Sĩ Thanh. Nói chung là nghĩ hai người đó là Sĩ Thanh với đại May. Tôi cũng thấy nghĩ là đội hôm nay đội mình đi vô cái thể lực là đội mình nhìn là thể lực là đã thắng rồi. Men quá trời luôn. Không rồi, thiên thời địa lợi. Thiên thời thôi, thiên thời địa lợi thôi. Cho nên cũng không thể nói là bên đó có cách điệp viên được. Tại vì cái trận đầu trận gì là không có gì điệp viên. Trận thứ ba không lẽ đội có điệp viên mà đội thả mình. Lại nghi đội tôi á là tôi nghi bạn Nam. Tại vì bạn đã tìm ra được hai cái bản rất là hay. Tôi đọc, tôi dịch từ lưa, tôi không tìm ra được bản mà lần nào bạn Nam cũng tìm ra được bản.
Tuy nhiên qua tới phòng bắn súng á, tôi lại nghi qua Kiều Minh Tuấn. Biết đâu lần này có tới hai điệp viên thì nhưng sao? Cuối cùng điệp viên là tôi đúng không? Nhưng cuối cùng điệp viên là ai thì đợi bạn cứ đoán đi. Em á, thì em lại nghi ngờ Lan Trinh và Mây. Tại vì á, Trinh á, mà Trinh với Mây á, mà giống như em vậy nè, mà mỗi lần nhận cái nhiệm vụ là nhân tố bí ẩn á, thì cái mặt nó kỳ kỳ lắm. Cảm giác như là không có cái hứng thú mà phơ phơ á, kiểu cố diễn á mà không diễn nổi. Đó. Thôi mệt quá, nói chung là giờ nói chung là vậy. Muốn làm gì làm đi. Muốn làm gì làm đi. Mình không được trộn hả? Rồi, Kiều Minh Tuấn, ngày hôm nay chết tất cha. Cả những gì tôi viết và nói là sự thật, không một lời gian dối. Trinh và Mây, hai người yêu nhau, chết chung một cái giếng. Ghê vậy ông? Có thêm cái giếng nữa kìa, có tầm quá. Lan Trinh và Sĩ Thanh. Cái gì vậy? Mây với Sĩ Thanh. Ủa này tự nhiên ai cũng đồng ai người. Thông quý vị là tuần trước ban tổ chức đã tạo ra một cặp điệp viên. Thì cái tuần này ban tổ chức sẽ không làm cái chuyện đó nữa. Trời người ta. Không biết, không biết. Kệ đi, kệ đi. Yêu. Phi Nam có vấn đề gì đó. Thôi, hãy cô Lan Trinh. Tôi thề những gì tôi nói đây là sự thật. Tôi bình chọn cho. Hồi nào. Hồi nào là ai vậy? Kỳ em. Sao kỳ em? Còn vẽ ba cái rong rong. Này là gì em? Sáng tạo. Trinh nói đi. Trời, mây mưa. Ủa? Là gì? À, là... mây mưa. Mây mưa hả? Mây mưa Huy Nam. Là sao? Có mây chổng không? Không hiểu luôn. Là một mình Huy Nam thôi gì? Mây rất đơn giản. Huy Nam. Ôi, ba mình đồng lòng hả? Gì hả? Ồ! Hớt giỡn đi! Anh giỡn đó! Vâng, kính thưa quý vị. Bây giờ là tiếp một lật mặt. Ừ. Cái này. Mấy người coi mấy hình trước, tức là coi mấy hình đi. Anh đếm đi, anh đếm đi. Mấy hình, mấy người. Một. Mấy cái đội thắng. Một hay hai. Một. Tôi ghi chắc là từ. Sáng thứ bảy vô sớm đi rồi. Và bây giờ, Diệp Nhiên với đội. Ghi thống ghi. Của biệt đội thứ 6. Người đó là. 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 Có đám mây rồi. Việt Nam. Cánh lửa. Em biết. Nghi lắm à. Tôi thấy bà Tường bà chỉ vô hai người này nè, tôi nghi rồi. Ở không vô... phải, tại vì nãy chị Tường chỉ cứ năm trăm cho em. Thì chăm cho anh luôn. Phạt đúng không? Bà vô sớm xong bà phát biểu. Vô sớm là cái chuyện đó là chuyện ngoài muốn. Tại vì tụi em vô quá trễ. Hôm nay tôi đã cố tình đi trễ rồi đó. Mà cuối cùng tôi vẫn vô sớm nhất. Chị ơi là ban tổ chức vô dìm dịu chị lúc nào? Hôm qua. Thế vô. Cũng vậy phải. Đã nói từ số trước rồi. Không phải đến sớm mới đến muộn. Mà là hả, ban tổ chức là thích đưa lúc nào đưa, nhiều lúc chơi xong rồi ban tổ chức đưa luôn là tôi hỏi báo nè, luôn á. Ban tổ chức cho tôi biết á là Huy Nam, mà làm sao tôi chọn với tôi ngu sao mà tôi nói Huy Nam. Chính mọi xác. Người còn không biết tôi làm bộ tôi sợ, mà tôi còn không thấy cái tên Huy Nam, lẽ tôi nói Huy Nam. Tên gì bà nội? Bảo Thất Giờ. Sao chị lâu quá vậy rồi? Chứ không có chứ bộ. Dạ hàng ngang. Đúng rồi. Chính ngu gì tôi nói. Ngu gì? Im luôn. Cô Kiều Minh Tuấn. Chị biết là Kiều Minh Tuấn nằm ở nhà hoang bán súng sơn. Tuy nhiên á là ta phải tới viết phải qua ba cái bản. Nhưng rõ ràng cặp mắt của Huy Nam rất là tinh. Nam là người tìm ra mấy cái bản chứ không phải chị. Hai cái bản đều Nam tìm ra. Cặp mắt người ta đeo len mà ta phải tin chứ. Chị mệt quá chị cho nó đi trước. Phải không? Không liên quan. Đeo len nó mờ hơn cưng. Và cuối cùng á là tìm ra được cái bản Kiều Minh Tuấn. Tìm ra cái bản của Mây, không hề tìm ra bản Kiều Minh Tuấn. Thì bạn này có nói là trật bản rồi, rủ như chỗ này tới tìm ra Mây thì sao? Chị nói không có đâu, thường ban tổ chức chút nhốt chung chỗ chứ làm gì mà đi ra hai chỗ thì mất thời gian. Đó chị... là mình mồi trên bạn nhưng mà mình sợ mình đi trước không được. Mình mới nói em đi trước đi, chị hết sức rồi. Đó, mình nhường cho bạn Nam đi trước. Vậy thôi. Tại vì vô tình á, bà Tường chơi chiến thuật là cứ mồi cho Nam. Mồi cho Nam thôi. Nam rất là nhanh nhạy. Đó, Nam thấy bản của người ta. Ăn lụm luôn. Thật ra vậy nè. Máu lên. Máu là gọi máu dơ á, dẫu luôn. Thì mọi người tới tới cái giờ để bắt đầu sử dụng đồng đồng. Nói chung là chị Tường đã xuất sắc giấu được. Diệp Nhiên ngày hôm nay, chị Tường xứng đáng được thưởng và ba bạn không còn gì để nói là ba bạn được phạt. Đây là lần cuối cùng mình thể hiện đội trưởng trong cái cuộc chơi hôm nay. Cảm ơn chương trình. Khách mời hôm nay và bạn ấy đã dẫn dắt cho đội mình chiến thắng. Cho nên bạn ấy sẽ được tặng huy hiệu biệt đội X6.
Điều này chứng tỏ một điều là bạn ấy sẽ được quay lại đây, quay lại trò chơi biệt đội 6 bất kỳ lúc nào bạn muốn. Đúng rồi, Huy Nam cảm ơn chương trình và cảm ơn ba mẹ đã có một đứa con thật là xinh đẹp và thông minh như vậy. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Uống cái đi. Rồi. Không chưa còn nữa. Là Huy Nam có thêm một cái quyền nữa, đó là quyền được lựa chọn đội trưởng cho lần chơi tiếp theo. Nói chung hôm nay em đừng chọn người này. Hồi sáng thấy bị tụi anh bị đánh cỡ nào. Em thấy mấy này nó đánh người ta dữ lắm, đừng có chọn hai cái này, nó hành hạ người ta. Đánh người ta quá. Nam có nhớ hai người này đánh Nam không? Đó là đánh để em nhắc nhở thôi. Không dạ mà. Em nhớ không? Nhờ những cái đường roi vọt như thế. Người ta nói sao ta? Thương cho roi cho vọt. Đúng rồi. Nam dễ dụ quá, nằm xuống em đánh cho. Anh như một thiên thần rớt xuống phàm trần này để chơi bị đội X6 hết. Anh không có mua mô, không có suy nghĩ. Gọi là thiên thần sa ngã đó. Thiên thần rồi. Em thấy chị đã okay, hết sức. Để đưa đội okay, mình chiến thắng ngày hôm nay. Rồi, giang hồ gặp em nha. Giang hồ gặp cửa anh liền. Rồi, chơi luôn. Quyết định đi bạn Huy Nam. Thôi, nói chứ... Vô đi cho nó vui. Em nghĩ chắc em sẽ chọn anh Kiều đi. Biết sao? Chị rất là thông minh nhưng mà anh Kiều là ảnh là đầm nhất trong đây, ảnh cố quan sát. Sai. Em nói anh đầm là sai. Anh tại vì em đuối thôi chứ anh không có đầm. Rồi xin cảm ơn Nam đã bầu chọn cho anh làm đội trưởng cho số tiếp theo. Cảm ơn rất nhiều. Rồi để chị nói trước. Mày đi nè mày. Cầm cái đàn ra đứng ngoài nắng hay gốc cây đó hát cho tụi chị nghe. Ủa sao vậy? Sao chị đúng rồi. Tại em hát dở lắm em ra đó. Mình gom kia cho nó xa. Ra thì chỗ nắng á. Ôi trời ơi. Giữa cái sân nắng đó đứng được. Trong hết bữa ăn. Rồi xong. Vậy luôn hả? Một vụ. Rồi. Rồi bây giờ hai đứa làm ca sĩ phải không? Nghe nói hai đứa làm ca sĩ thì bây giờ mở ra nói gì cái cơm nè. Hát sao nè, tụi anh vui tụi anh ăn cơm nè. Mở ra đi, mở ra. Bây giờ bài gì có liên quan đến cơm nè. Bài gì nè, cơm gạo nè. Mình biết làm. Mùa lúa chín hay gì đó. Chị Tha nó mặc cái gì được thôi. Về cánh đồng hay là gì cũng được. Chị Tha nó mặc cái gì nha. Dạ. Đó, chị này đã hát mặc rồi. Rồi, bây giờ cầm hai quân kia. Bỏ. Dễ chịu chị. Rồi, bây giờ nè. Món này. Món tiếp theo đi em. Ủa vậy hả? Chịu mày. Rau thái mày rau. Ờ đúng rồi. Thì ra hát cà múa đi. Cục đủ ra. Anh leo anh không? Ching 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 ching